Những YouTuber Na Uy lần đầu lái xe xuyên Việt đã khiến netizen quốc tế nghẹn ngào bởi điều này của người Việt. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi lại được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chuyện một mình lái xe xuyên Việt với người Việt Nam ta thì là chuyện chúng ta đã được nghe nhiều. Nhưng với một người nước ngoài khác ngôn ngữ, phong tục và cả văn hóa giao thông để đi xuyên Việt lại là một chuyện khá khó khăn và trắc trở. Mới đây, một anh chàng YouTuber người Na Uy đã quyết định thực hiện một chuyến đi xe mạo hiểm bằng xe máy để đi xuyên miền Bắc Việt Nam. Anh chàng quyết định thực hiện chuyến đi từ Hà Nội lên Lào Cai băng qua những con dốc đứng đầy sỏi đá và nguy hiểm. Chính điều này khiến cho anh chàng nhiều fan hú vía và toát mồ hôi hột. Nhưng thật may mắn là trên đường đi anh chàng luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người Việt Nam xung quanh khiến anh rất cảm động. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được một lượng tương tác khủng khiếp với hàng triệu lượt xem và ngàn bình luận từ netizen nước ngoài. Vậy các bạn có tò mò xem anh chàng đã trải qua những gì, người Việt Nam đã giúp đỡ ra sao và netizen quốc tế đã nói gì về chúng ta không? Hãy cùng với chúng tôi đi hết video ngày hôm nay để khám phá nhé! Các bạn thân mến, mới đây anh chàng YouTuber người Na Uy có tên là Harold Baudo. Anh chàng sở hữu một kênh YouTube về du lịch với hơn 2,5 triệu người theo dõi. Anh ấy đã từng đi qua rất nhiều quốc gia ở trên thế giới và đây là lần đầu tiên anh ấy đến Việt Nam. Vì rất hứng thú với trải nghiệm lái xe máy và cứ tưởng đường đi sẽ bằng phẳng như những gì ở quê, nên anh ấy đã mạnh dạn chạy xe từ Hà Nội tìm đường đến Lào Cai. Nhưng không may mắn, trong một đoạn đường tìm đến Sapa, anh ấy đã bị lạc đường hoàn toàn ngay giữa rừng rú. Vì vậy anh ấy vừa đi vừa phải dò đường bằng Google Maps. Nhưng những con đường vạch ra trên Google Maps chưa bao giờ là dễ hiểu. Nhìn thấy kiểu lớn nga lớn ngớ của anh chàng nước ngoài này thì một thanh niên Việt Nam đã đoán được nên đã đi thật nhanh để đuổi kịp và ngỏ ý muốn giúp đỡ chỉ đường cho và tiện thể mời ăn trưa luôn. Và anh Harold Baudo đã vô cùng ngạc nhiên trước sự tốt bụng và nhiệt tình này. Anh ấy chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ở phần mô tả video, anh ấy chia sẻ, Lào Cai Việt Nam, sau hơn 13 giờ đạp xe trên những con đường kinh khủng nhất với vô số điểm dừng dọc đường, cuối cùng tôi cũng đã đến được thành phố Lào Cai, miền Bắc Việt Nam. Từ đây, bạn có thể nhìn qua một con sông nhỏ thẳng tới Trung Quốc. Nếu bạn có visa đến Trung Quốc, bạn cũng có thể đi bộ qua đây. Đáng tiếc là tôi không có. Hành trình mà tôi tưởng chỉ đơn thuần là một chuyến đi tốn thời gian dọc theo những cánh đồng lúa bất tận, hóa ra lại là chuyến đi thú vị nhất trong sự nghiệp làm YouTuber của tôi. Nhờ có rất nhiều người luôn chào đón tôi khi gặp trên đường đi, chỉ cách biên giới Trung Quốc vài giờ, tôi tình cờ gặp một anh chàng, hóa ra lại là người thân thiện nhất. Người thân thiện nhất anh ấy nói đến, có lẽ chính là chàng trai đã mời anh ấy bữa cơm ấm lòng. Sau bữa cơm, anh chàng chia sẻ, rõ ràng đây là món súp ngon nhất tôi từng ăn ở Việt Nam, nhưng không phải vì nó miễn phí. Bởi vì trước khi tôi có thể trả tiền cho người đàn ông đang ngồi cùng với tôi đây, thì anh chàng đã chạy qua đó và sau đó trả tiền cho đầu bếp. Tôi đã nói với anh ấy, không, hãy để tôi trả tiền bữa ăn này. Và anh ấy tuyệt nhiên đã nói, tôi đã mời bạn đến đây nên tôi sẽ trả tiền cho. Điều đó khiến bây giờ tôi thực sự hối hận khi gọi bia cho cả hai. Vì tôi không biết liệu chúng có đắt đối với ví tiền của anh ấy hay không. Nhưng dù sao, anh ấy cũng không muốn tôi trả tiền ở đây. Anh ấy thực sự rất hiếu khách và tuyệt vời làm sao. Đây là lần đầu tiên có người nước ngoài mời tôi như vậy. Có thể nói rằng anh chàng YouTuber này không thiếu tiền. Nhưng cái cách anh ấy nhận được sự giúp đỡ đã khiến anh ấy quá đỗi xúc động. Và tất nhiên, khán giả nước ngoài khi xem video này cũng hết sức thích thú. Nhiều người còn thốt lên lòng tốt và sự chân thành của con người Việt Nam đã khôi phục niềm tin của họ và nhân loại. Và họ còn bình luận rất nhiều ở bên dưới nữa. Chúng ta hãy cùng xem họ nói những gì nhé. Tôi yêu người dân Việt Nam, không ai hiểu được họ đã trải qua những gì vì chiến tranh ở Việt Nam. Họ là những người chân chính và quan tâm giúp đỡ người khác. Chỉ cần nhìn khuôn mặt các em là thấy niềm vui. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy mọi người thân thiện như thế nào với một người hoàn toàn xa lạ. Tất cả là về cách bạn tương tác với ai đó, bất kể ngôn ngữ. Đó là lý do tại sao tôi thích điều này. Tôi sốc vì người Việt Nam thân thiện đến thế nào, hãy tôn trọng tôi. Người Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã trải qua rất nhiều điều và mặc dù họ có thể nghĩ bạn là người Mỹ, nhưng họ vẫn đối xử với bạn bằng sự tôn trọng tối đa và thể hiện lòng hiếu khách như vậy. Những người hàng đầu chắc chắn, tôi cũng muốn đi một ngày nào đó và thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp. Tôi thích xem người dân Việt Nam thân thiện như thế nào, một con người tuyệt vời như thế nào, đất nước của bạn nên tự hào vì có những người tốt như bạn. Cách đối xử với khách du lịch sẽ khiến những người khác đến thăm đất nước của bạn nhiều hơn. Xin trân trọng từ Malaysia. Tôi đã là người đăng ký được một thời gian rồi. Trong tất cả những nơi tôi thấy bạn ghé thăm, tôi thực sự nghĩ Việt Nam là nơi dành cho tôi nhiều hơn. Anthony Bourdain luôn muốn nghỉ hưu và sống ở đó lâu dài, và tôi có thể hiểu tại sao. Việt Nam nằm trong danh sách những điểm phải đến của tôi như một phần của chuyến du lịch Đông Nam Á.
Đối với đất liền Đông Nam Á, tôi không chắc nên bắt đầu từ Việt Nam, Myanmar hay Myanmar, Việt Nam, đi qua Thái Lan, Lào và Campuchia. Tôi có những người bạn Việt Nam và hàng xóm gần ở Anh, tôi sẽ học ít nhất một số ngôn ngữ trước, những người hữu ích, không hề mệt mỏi với khách du lịch. Bạn đã truyền cảm hứng cho tôi để có một chuyến đi đến Việt Nam, sẽ còn rất lâu nữa tôi mới có đủ tiền để thực hiện điều này. Nhưng tôi sẽ nhìn thấy County tuyệt vời này trước khi chết. Nó đứng đầu danh sách show của tôi. Cảm ơn ông, Bado. Các bạn ạ, thật hạnh phúc làm sao khi nhiều khách nước ngoài đã nhận ra điều đó và tôn vinh Việt Nam ra khắp thế giới. Người Việt Nam chúng ta xưa nay đều như thế, không bao giờ phân biệt màu da, quốc tịch. Đã đến Việt Nam thì tất cả đều là bạn bè. Và nếu có thể, nhất định người Việt sẽ dang rộng vòng tay để giúp đỡ. Giàu tiền bạc thì có thể Việt Nam chưa hơn ai, nhưng nói về giàu tình người thì Việt Nam số 2 không ai là số 1. Nếu bạn hỏi những du khách nước ngoài đã từng đến Việt Nam về ấn tượng tốt đẹp của họ, có lẽ ngoài phong cảnh đẹp tuyệt vời và ẩm thực ngon xoắn lưỡi, câu trả lời chắc chắn còn là vì sự tốt bụng và thân thiện của người Việt. Đọc comment, có thể thấy các bạn khán giả nước ngoài rất thích thú với video này. Họ gần như có cái nhìn khác về Việt Nam sau khi xem video. Và dường như chúng ta cảm thấy mục tiêu du lịch của họ cũng dịch chuyển theo sau khi thấy video về Việt Nam này. Cũng phải nói thêm rằng đây không phải lần đầu tiên Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là đất nước thân thiện và tốt bụng, mà thực tế Việt Nam đã được các trang du lịch thế giới đánh giá rất cao. Tạp chí du lịch nổi tiếng The Traveler của Canada mới đây cũng tiếp tục gọi tên Việt Nam trong top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới. Theo The Traveler, đến với Việt Nam, khách du lịch quốc tế sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt và dễ dàng kết nối, trò chuyện cùng với những người dân địa phương. Lịch sự và tôn trọng là một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Du khách thấy đây là một quốc gia thân thiện là điều dễ hiểu. Các du khách nước ngoài cảm nhận được cuộc sống ở Việt Nam ít căng thẳng hơn nhiều các quốc gia khác bởi người dân luôn vui vẻ và thoải mái cũng như cực kỳ hiếu khách. Du khách đến Việt Nam sẽ được đón tiếp nồng hậu ngay cả khi có rào cản ngôn ngữ. Do vậy, du khách có thể yên tâm rằng người dân địa phương sẽ cố gắng giao tiếp bằng nhiều cách để giúp họ cảm thấy thoải mái và được chào đón. Có thể nói, trong văn hóa Việt, việc tiếp đón và đãi khách một cách ân cần, chu đáo trở thành một phần truyền thống từ bao đời nay. Dù là người dân nước ngoài hay những người trong nước, khi đến thăm, họ thường được đối xử với sự tôn trọng và niềm tin cao nhất. Sự hiếu khách của những người Việt Nam có thể được thực hiện qua nhiều cử chỉ và hành động như mời nước uống, ăn cơm, chuẩn bị thiết bị phòng ngủ cho khách nếu cần hoặc giúp đỡ khách trong mọi vấn đề. Nhiều du khách khi đến Việt Nam đều cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ phía người dân nơi đây, đặc biệt là khi họ đến thăm những vùng quê nơi mà sự chân thành và giản dị được thể hiện rõ ràng. Mong rằng với truyền thống hiếu khách cùng với những chính sách hỗ trợ từ chính phủ, tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến lý tưởng nhất với mọi người dân trên thế giới. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. PremiumBeat.com